chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày mai thủ đô Hà Nội và hầu khắp các tỉnh thành miền Bắc sẽ duy trì nốt một ngày ấm áp trước khi mà có một đợt không khí lạnh tràn xuống sau đêm Noel. Đây được đánh giá là đợt không khí lạnh rất mạnh gây mưa và rét trên diện rộng. Miền Bắc sẽ xuất hiện đợt rét đậm rét hại đầu tiên trong mùa đông năm nay. Trước khi không khí lạnh về thì ngày mai thủ đô Hà Nội và Bắc Bộ vẫn duy trì tiết trời nhiều mây, có sương mù về sáng sớm và nắng ấm vào thời điểm ban ngày. Mức nhiệt cao nhất ngày mai trên khu vực duy trì trong ngưỡng là từ 23 đến 26 độ. Sau đó, từ sáng ngày 25 tháng 12, khi mà khối không khí lạnh di chuyển xuống, kết hợp với hội tụ gió trên cao thì sẽ gây mưa rào và có nơi còn có dông ở khu vực Bắc Bộ cũng như là Thanh Hóa. Cùng với mưa, nền nhiệt sẽ giảm mạnh và trời chuyển rét. Với miền Trung, thời tiết ngày mai cũng duy trì ấm áp, hầu khắp khu vực trời tạnh ráo, chỉ có một vài nơi thì có mưa nhỏ rải rác. Khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế thì trưa chiều trời có nắng, trong khi đó khu vực từ Đà Nẵng trở xuống đến Bình Thuận trời có nắng sớm hơn. Nền nhiệt trong ngày mai ở Trung Bộ vì thế mà cũng có sự khác biệt. Tại khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ dao động trong ngưỡng là 23 đến 26 độ. Còn các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận thì nhiệt độ dao động trong ngưỡng là 27 đến 30 độ. Lùi xuống phía Nam, những cơn mưa dông trái mùa cũng sẽ giảm hẳn, chỉ còn tập trung về chiều tối tại các tỉnh thành khu vực Tây Nam Bộ. Còn trong ngày mai, hầu khắp Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn có được thời tiết tạnh ráo có nắng. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng là 26 đến 29 độ, còn các tỉnh Nam Bộ là 31 tới 33 độ. Trên biển, trên khu vực Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thịnh hành gió Đông Bắc ở mức là cấp 4, cấp 5, có mưa diện vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Ngoài ra thì khu vực Nam Biển Đông còn cần chú ý với những cơn mưa dông đi kèm với gió mạnh xuất hiện về chiều tối. Bản tin thời tiết tổng hợp ngày 23 tháng 12 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.